Đây là một tình nguyện viên của tổ chức và đã tham gia tổ chức Thiên Nước rất nhiều lần. Cô cảm nghĩ sao về dự án nước của tổ chức Đoàn Tạ? Tôi thấy rất là vui mừng. Từ khi các cấp chính quyền cũng như để nhà nước cũng như để viên chúng ta đã chuyển về chúng tôi, để chúng tôi cảm thấy có nguồn nước này rất ngon và thiết thực cho cuộc sống nhân dân. Thì chúng tôi muốn mãi mãi là giúp đỡ chúng tôi, cho chúng tôi được uống nhiều và được mãi mãi với nguồn nước ngon sạch. Thì tôi rất là hưởng ứng trong cái việc đó. Vâng. Đi vào là tôi cũng phục vụ là tôi cũng đóng nước cùng với lại nhân viên của ban. Vâng, cảm ơn. Cảm ơn cô ạ.